Xin chào các bạn đang xem kênh của Trinh Vũ nhé. Thì hôm nay mình cùng ông xã làm một chiếc bếp nướng bằng tét nước cũ nhé các bạn. Các bạn xem mình làm nhé. Đã cắt xong rồi nha các bạn nha. Đắp. Giống như cái thứ chịu xoay ngày nắng nắng luôn nắng này bếp này quay con lợn tạ quay con lợn.
cũng được nha, tùy. Xong hai nút ngăn nhé. Đấy, nó xong hoàn thiện một trong rồi. Hoàn thiện xong rồi. Cái này chỉ làm về thôi. Làm dưa nướng. Đóng khung. Xong xếp khoan cái đấy vào. Thành ra như được cái bếp của mình làm xong rồi, bây giờ mình đốt lửa lên các bạn ạ. Đấy, mình đốt lửa lên để mình nướng đồ ăn nhá. Thì giờ đây mình nướng đồ ăn, mình mời các bạn ăn cùng mình nhá. Cùng gia đình nhà mình đang nướng cái bếp này thì đường nắm đổ lắm các bạn ạ. Nó to vậy mà. Đấy, mình cho vào mình nướng này các bạn ơi. Thấy nó to và nhiều như này. Các bạn nhớ mình mời các bạn đến ăn cùng mình nhá. Đấy, mình mời các bạn ăn chung gia đình mình, các bạn thấy ngon chưa? Đấy, các bạn thấy clip của mình hay cho mình xin một like nhé, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Đấy, gia đình nhà mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn clip sau nha, bye bye.